Hello, 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 teacher. Good evening, teacher. Good evening, guys. Hello. Hello, teacher. Hello. Nice to meet you all. How are you today? You're the guy. Like I said in the last lesson, I cut my hair. How do you think about my hair? You know, it's pretty. I look so different. I have never looked like this before. I have always leave my hair like long. Teacher, today you are very beautiful. Thank you. Thank you, everyone. Okay. Các con còn muốn làm lại cái quiz lần trước không nhỉ? You want to? Yeah. 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 Đây này. Okay. Cái bọn giờ tao nói mà. Ủa? Bạn đã nói to đấy. Yên lặng, yên lặng một chút nào con ơi. Yên lặng chút nào. Thôi cô ta tạm mịt rồi đi nha. Ta tạm một chút nha. Chờ cô một tí. Cô tìm lại cái bài đấy xem nào. Nhà nghỉ. Quay mất rồi. Hey, cô làm mất cái quiz đấy rồi. Đâu ý. Thôi hôm nay cô sẽ dạy trước. Cô cũng chuẩn bị hai cái quiz rồi, con yên tâm. Chỉ là cô định cho con làm lại thôi. Để hôm trước cô chưa kịp chữa ý. Thôi chúng ta học cái đã nhá. Hôm trước là làm đến bên này này. Ok. Hôm trước vẽ vui phết nhỉ? Hôm nào cô sẽ thử làm lại cái đấy xem. Ok. Now we are moving on to the next lesson. Ok, it is about vocabulary. Ok, so we have some words in the box. So I need you to match them with the suitable picture. Ok. So I need one person to read all of the words in the box for me. Ok. Thức ăn, are you here? Okay. Hello. So can you read for me all of the words in the box? All of them. Broken. Dead. Gold. Plastic. Brown. Silver. Square. Wolf. Some writing. Okay, very good. Thank you. So I need another one to match the word for the picture A and B for me. Okay. Emma, are you here? Okay, so picture A. So what is it? It is wood. So what is wood? What is wood? Yeah, of course I know it means gold in Vietnamese, but can you explain to me in English? How can we find the wood? Where can we find wood? Cô đang gọi bạn nào? Emma có trả lời tiếp cho cô không? Nếu không cô sẽ gọi bạn khác nhé. Ok, bạn nào có thể giải thích cho cô cái từ wood này? Nhưng mà bằng tiếng Anh cô. Okay, where can we find wood? Okay, Lưu Phúc Khánh, right? You raised your hand, right? Okay. Các bạn đang spam trong chat à các con? Okay, bạn nào có thể nói được cho cô? Where can we find wood? Chúng ta có thể tìm thấy gỗ ở đâu nhỉ? Lê Hoàng Hải Đăng. Em cô là in the forest. Okay, we can. Có nói không có thì anh không. We can find wood in the forest, right? Okay. Nice job, Emma and Hải Đăng. Okay, first one is wood. How about B? Thế Vinh. Lưu Phúc Khánh lát nữa cô gọi nữa nha. Ok,
B. What is the word for the picture B? B. So this is the year 1987, right? Broken. Okay, yes, C is broken, right? But I'm asking about B. Okay, thank you, Thế Vinh. Coi như bạn Thế Vinh làm trước câu C nhá. Okay, C is broken. Okay, Lưu Phúc Khánh, can you do picture B for me? What is the word? Is a date. A date. Oh, okay, very good. So this is the year 1987. Okay, thank you. Okay, C is broken. The chair is broken. So it is like out of order. We cannot use it anymore. Okay, and next D. D, what is it? Phan Nguyễn Ánh Ngọc, right? D is silver. D is silver. Okay. Where can we find silver? Like everything, like daily things we can see, like what can we make out of silver? Ánh ngọc, right? Teacher, I don't know. What can we made of? What can we make out of silver? Like this, right? I don't know, teacher. What? We can make rings, like, or earrings, or bracelets, right? Chúng ta có thể làm các cái đồ vật gì từ bạc đúng không nào? Okay. Nhẫn này, vòng này, rồi hoa tai các thứ đúng không? Okay. Thầy Vương đang nhắc các con mở cam lên đi này. Các bạn mà nếu mà mở cam được thì mở giúp cô nhé. Tất nhiên là cô muốn nhìn mặt các con rồi đúng không? Okay, thank you Ánh Ngọc. Next one, picture E. Picture E. Cô xem nào. Bạn nào nào? Minh Dũng. Minh Dũng phải không con? Minh Dũng, are you there? Minh Dũng. Bạn nào trả lời? Đây ạ. Okay. Xin lỗi tôi để gọi bạn khác rồi. Ok, E. What is it? E. Ok, so we have E. Plastic. Okay. We have a plastic spoon and a plastic Lego brick, right? You know, if we have a Lego brick on the floor and we step on it, it's like we have gone to hell, right? It's so freaking like hurt, right? Okay. It is made of plastic, but it hurts. Okay. Thank you, Minh Dũng. Next one, F. Picture F. Tố Uyên, right? Are you there? Picture is E. It is material, right? Is F. Picture F. Picture F. What is gold? Gold, right? Okay, so it is metal, just like silver. But I think gold is more expensive than silver. Okay, so we can both make rings or earrings or necklace or bracelets out of gold and silver. Okay, thank you, Tô Uyên. Next one, we have picture G. Đào Khánh Linh. G. So what shape is it? What shape is it? Picture G. Gạch bớt những cái từ mà chúng ta đã sử dụng rồi nhé. Okay, so we have broken, a date, gold, plastic, silver, wood. Okay, so we have round,
square and some writing left. Okay. What is picture G? I cannot hear you. Are you speaking? Yes, I'm speaking. Okay. So what is G? What is the shape? What is the shape of it? Round. Yes, round. Okay. This is, I think it is a mirror, a round mirror, or maybe a dish, I guess. Okay, thank you, Kaingling. Okay, I need one more, just one more, and can you do the last two pictures for me, okay? Lê Bùi Phương Anh. Okay, can you do for me the last two pictures? It's square. Okay, square. The shape is square. Okay, and the last one we have. Okay, some writing. Writing có thể là vừa là vô in đúng không con? Mà vừa có thể là chữ viết. Okay, some writing. Okay, được rồi. Xong, chúng ta đã xong bài này. Các từ này cô nghĩ là các con. Sao từ silver lại viết sai chính là đây? Trời ơi. Này mình đúng chưa đúng không? Rồi. Okay. À, có bạn Huy Trường lớp nè. Ok, hôm nay chúng ta sẽ học một vài cách để có thể miêu tả miêu tả đồ vật nha. Ok, the first one. Ok. What's it like? What is like? Cái này thì mình có thể nói, mình hỏi người khác là cái đó trông như thế nào. What is it like? Like ở đây không phải là thích đâu, không phải là động từ thích đâu. Mà đây là tính từ. Giống như, nó như thế nào? Okay, what is it like? And can you describe it? Cậu có thể miêu tả nó hộ tớ được không? Describe, can you describe it? Tiếp theo, chúng ta sẽ có cấu trúc là đầu tiên, it's cộng với gì nhỉ? It's cộng với loại từ gì? Okay, cậu cần một bạn. Bạn Jenny. Okay. Đầu tiên, ở câu đầu tiên cô cần điền một vài tính từ miêu tả về hình dáng của cái đồ vật đấy thì con có thể điền được những từ gì vào câu đầu tiên? Rồi câu it's này. Là round. It's round and square. Okay, ngoài những tính từ miêu tả về shape, về hình dáng thì mình còn có các tính từ như là mới, cũ này, hoặc là bị vỡ hay là lành lặn đúng không nào? Okay, it's round, square, broken, or old. Okay, next one. It is made of. Okay, bạn nào giúp đó giúp cô cái câu made of là gì? Chắc có nhiều bạn cũng chưa biết. Có bạn cũng sẽ biết không? Bạn nào biết nó giúp cô? Bạn là Orona? Cô muốn gọi con đi. Cô lại tân minh đi. Con thưa cô là chúng ta có thể điền những từ như là gold, plastic or silver. Ok, giỏi quá. Thế cái it is made of nghĩa là gì ạ con? Cô vẫn hỏi con đấy. Con thưa cô là nó có nghĩa là nó làm từ gì ạ? Đúng rồi, nó làm từ chất liệu gì đúng không? Ok, và mình sẽ phải điền sau đó là những cái chất liệu đó như là gỗ này, vàng hoặc là bạc. Ok, cảm ơn con. Và cuối cùng chúng ta có cấu trúc là it's got gì gì đó on it. Là mình đang muốn nói đến cái gì? Bạn Ngọc. Ê, Ngọc, biết Ngọc à? Con Bảo Ngọc ở chỗ. Bảo Ngọc, ok con. Nói sao con? Em dài ra một chút cũng được, cô sẽ đọc, đúng không? Rồi. Rồi, câu cuối con sẽ điền được những từ như thế nào vào đây? It's got some writing hoặc là a date on it. Rồi, it's got a date or some writing on it. Ok. Rồi. Nhiều những kiểu cô nghĩ là nhiều cặp vợ chồng khi mà họ lấy nhau thì họ sẽ khắc cái tên hoặc là ngày cưới của họ vào nhẫn đấy, thì cũng có thể là áp dụng trong trường hợp này đúng không, họ sẽ khắc cái năm này, a date hoặc là ngày tháng gì đó, hoặc là viết tên của nhau ở trên đấy đúng không. Ok, it's got a date, some writing, a name, a number on it. Ok, rồi cô có một cái hình đây này. Bạn đã phát hiện được cho cô là cái câu này nó có gì sai trái ở đây. Can you see what's wrong with this sentence? Okay. It's
It's missing a word. It's missing a word. Okay, I've got a new bed on my bed. Cô mà đọc lên thì chắc là còn biết hết. Không đọc. Cho con nhìn. Okay. Trần Thu Huyền có tìm được giúp cô có cái gì nó sai sai ở đây không? Em nói cô là cái câu it's a food and it's not very large. It's not your mate. It is made of wood. Okay, rồi, rồi. Sao rồi? Okay. Nhân tiện đây thì cô cũng muốn phân biệt cho các con là made of với cả made from là như thế nào. Okay, bạn nào đã biết rồi thử giơ tay cô. À không, đừng giơ tay. Cô cũng không biết bạn nào giơ tay. Con có thể nhắn tin vào trong chat được không? Bạn nào đã biết phân biệt made of và made from rồi thử nói cho cô nghe xem nào. Các con có thể đọc ở trên bảng nhé. Bằng tiếng Anh. Bạn nào đã biết made of và made from khác nhau như thế nào rồi nói cho cô xem nào. Có thể nhắn vào trong chat không? Sao im lặng ấy? Im lặng quá. Made of và made from khác nhau đấy. Mặc dù là mình đều nói về chất liệu và bảo là nó làm được từ làm từ chất liệu gì, nhưng mà hơi khác ấy. Made of cũng là làm từ cái gì mà made from cũng là làm từ cái gì? Hoàng Thu à Trần Thu Huyền. Trời. Con nhé. Rồi, ok con. Thử nói đâu cô nghe xem nào. Nếu cô là made of thì là chỉ chất liệu được dùng để tạo ra một cái gì đó. Và khi hoàn thành một cái gì đó, và made from thì là chỉ chất liệu được dùng để tạo ra cái gì đó, và khi hoàn thành chất liệu đó thì nó chắc là nó sẽ bị biến dạng ạ. Đúng rồi. Giỏi thế, đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi. Giỏi, con học lớp mấy đấy, con hả Thu Huyền? Con học lớp 6 á. Giỏi thế, ok, ok. Biết được cái này hơi hơi giỏi đấy. Ok, cảm ơn con. Đây nè, made of thì khi mà chúng ta nói chúng ta dùng made of khi chúng ta đang nói đến cái chất liệu. Mà khi đã được biến đổi rồi, mình vẫn có thể nhận ra cái chất liệu đó qua cái sản phẩm đấy. Chẳng hạn như cái nhẫn của cô làm bằng bạc, cái nhẫn của cô làm bằng bạc thì mình nhìn vẫn biết là nó làm bằng bạc, đúng không? Sau khi nó biến thành cái nhẫn rồi, nhưng mình vẫn biết là nó làm bằng bạc. Nhưng ở bức tranh tiếp theo ấy kìa, từ quả nho mà sang chai rượu thì là mình đang không nhận ra được là nó làm từ cái gì nữa. Đó, thì mình sẽ dùng made from. Ok, cô có vài ví dụ các con sẽ hiểu hơn. Đây, nhìn cái tranh thì là hiểu đúng không? Ok, nếu như cái ốp điện thoại kia mà được làm bằng gỗ, mà mình vẫn nhận ra được nó là bằng gỗ, thì là mình dùng biết đâu. Nhưng mà giấy thì cũng làm từ gỗ đúng không? Nhưng mình nhìn là giấy mình không biết được, mình kiểu nó biến đổi hình dạng rồi, mình không thể nhận ra nó được nữa. Nên là mình dùng made from. Ok, bạn nào copy cái quả gì vào trong chat dài này. Rồi, cô cần... cô cần hai bạn đi. Cô sẽ cho con viết lên trên này nhá. Ok, cô sẽ cho con viết lên trên bảng. Hai bạn làm bài này giúp cô. Bạn nào có thể làm giúp cô nào? Cô sẽ phân chia đôi cái chỗ bảng bên này ra nhá. Sau đó con có thể viết được nhá. Đây đi. Đừng viết vào chỗ của cô bởi vì ở chỗ này có đáp án nữa. Con viết bên này giúp cô nhá. Nhắn ít thôi, nhắn một lần thôi là cô biết rồi. Nhắn nhiều thế này sao mà cô biết là ai? Ai vào với ai? Ok, cô thấy là bạn là thầy Lộc Phu Hô là gì? Ok, cô sẽ gọi là bạn Lộc đi. Lộc ở bên này nhá. Rồi. Gương mặt thân quen thế này. Ơ bạn Huy Hoàng, con có viết cái gì ở đây vậy? Con copy tất cả tin nhắn cho các bạn, con ghép vào. Ok, và bạn Huy Trường đi. Ok, Lộc ở bên này, Huy Trường bên này á. Các bạn khác nhìn. Các bạn trên làm trên bảng cứ tự làm, còn các bạn khác cũng sẽ hỏi nhá. Ok, Lộc có thể viết được rồi và Huy Trường có thể viết được rồi.
Thôi. Là đừng viết vào chỗ 3 chấm của cô á, viết ở bên này thôi. Đánh số 1 2 3 4 5 6 vào đây. Bảo Châu, con là học sinh mới à? Ừ ok, con cứ vào đi. Con cứ vào đi là được rồi. Ok. Cô sẽ hỏi từ dưới lên đi. Xem nào. Cứ hỏi nhá. Cứ hỏi được bạn nào thì hỏi nhá. Võ Khả Tuệ. Nhiệm vụ của con không phải là nói đáp án cho cô, mà là con hãy nói là con hãy giải thích. Giải thích nhưng mà không nói đáp án. Kiểu như là cái necklace, cái vòng cổ được làm bằng vàng, mà vàng thì như thế nào đó, xong như thế nào đó. Nhưng đừng nói đáp án là con chọn. Võ Khả Tuệ. Có hiểu ý cô không? Ơ bạn Lộc phụ hô đâu rồi? Thầy Lộc. Khả Tuệ có nghe cô nói không? Cô vẫn chưa nghe thì con nói. Bạn Lộc mà một lúc nữa mà không làm là cô gọi bạn khác nhá. Gọi bạn khác đấy. Rồi, bạn Khả Tuệ nói giúp cô là câu 1 ý của con như thế nào? Ơ bạn Ngọc không được viết ở trên này, lát cô gọi, lát cô hỏi con. Bây giờ cô chỉ dành 2 chỗ cho bạn Lộc và bạn Huy Trường thôi. Ok, rồi, Khả Tuệ nói giúp cô. Để cô nhắc nhở. Rồi, nhớ là không nói cho cô đáp án mà hãy giải thích thôi nhá. Cổ được làm từ vàng. Ừ. Mà vàng thì làm sao? Ừ, ông cổ làm từ vàng, cô biết rồi. Đúng. Vàng cứng. Ừ. Cái cổ cũng cứng. Cái vòng cổ cũng cứng. Rồi. Ok. Rồi, cô hiểu. Thế là cô biết là con có thể làm đúng rồi, đúng không? Ờ, đúng rồi. Rồi. Đúng rồi, thế cô biết là con sẽ làm đúng được câu này rồi. Cảm ơn con. Thôi, một bạn thay bạn Lộc đi nào. Bạn nào muốn... Bạn nào bạn Ngọc nhá. Bị... phải biết Ngọc, Bảo Ngọc đúng không? Ok, viết đi con, viết luôn đi. Thay tên nhé. Bảo Ngọc bên này nhá. Có biết tên con rồi. Ok, cô hỏi câu số 2 này. Bạn nào giải thích được cho cô? Cô nghe con giải thích và cô biết các con làm có đúng hay không? Bạn là Hồng Ngân, con còn có đây không? Hồng Ngân có đây không? Dạ có. Ok, con. Đây cô nghe đây. Câu 2 con ý của con thế nào? Được nói cho cô đáp án nhé. Để cho cô là make from. Không nói cho cô đáp án. Ý là cô muốn con giải thích ý. Cô muốn con giải thích. Kiểu như là nếu mà con chọn make from thì con sẽ giải thích câu đấy như nào, vì sao con lại chọn đáp án đấy. Tại vì phô mai làm từ sữa chứ không phải sữa làm từ phô mai. Vì phô mai làm từ sữa chứ không phải sữa làm từ phô mai. Đúng rồi. Đấy cũng là cách giải thích đấy. Đấy cũng là cách giải thích. Made gì nhỉ? Made from đúng không? Made from thì từ A có thể thành B, nhưng mà từ B thì không trở thành A được. Đúng rồi. Giỏi đấy. Ok, cảm ơn con. Câu số 3. Trần Tuyết Trinh giải thích giúp cô được không? Dạ. Ok con. Cô không biết là con câu 3 con chọn gì, nhưng con cứ giải thích cho cô. Cô là... Ừ. Câu số 3. Wool là len, pure wool là len nguyên chất, đó, len nguyên chất, hiểu chưa nhỉ? Có đúng vậy. Len nguyên chất thì không thể biến được, đổi được thành Ok, các bạn là ok rồi, cảm ơn con.
Nếu mà chưa giải thích được thì lát cô giải thích cho. Ok rồi, cảm ơn con. Các bạn trên bảng là làm xong rồi đúng không? Chúng ta có để xem nào, để so sánh xem là có đúng. Cô thấy là số 5 là các con là khác nhau này. Số 5, số 6 là hơi khác này. Ok. Số 1 này. Ớt từ chỗ đi. Rồi, để tắt cái annotate đi. Ok. Số 1, middle. Giống như là lúc nãy có bạn giải thích rồi đấy. Khi mà mình nhìn vào cái vòng cổ đúng không? Thì mình biết được đấy là vàng. Okay. Nó không bị biến đổi gì về chất liệu cả. Mà có một cách giải thích nữa là vàng thì làm ra vòng cổ, nhưng mà từ vòng cổ cũng thể đun chảy nó để tạo thành vàng một lần nữa đúng không? Đấy, nó có thể tạo thành khối vàng chẳng hạn ở một hình dáng khác. Tiếp theo, cheese is made from milk. Ok, cheese is made from milk. Phô mai được làm từ sữa. Thì sữa bây giờ đã được biến đổi về chất rồi. Không còn là sữa nữa mà nó biến thành phô mai. Tiếp theo, sao Bảo Ngọc lại xóa à? Con cứ để đấy. Cứ để các đáp án ở đấy. Ok, my socks are made of pure wool. Tất đúng không? Tất mình nhìn vào thì mình vẫn biết đấy là len mà, phải không? Ok. Rồi, câu 4, 5, 6 vẫn chưa được các con nghe giải thích. Các con giải thích cô nghe thì bây giờ cô gọi tiếp. Bạn Hữu Nghĩa 8B có giải thích được giúp cô không? Cô sẽ mở đáp án luôn. Ok, paper is made from wood. Vì sao lại paper is made from wood? Hữu Nghĩa, con cứ trả lời cô đi. Không đúng thì cũng không sao, mà đúng thì càng tốt. Alo, con có đây không? Bạn nào ở đây nhỉ? Bạn Aisha thì cô vẫn chưa gọi được con sao? 9A1 luôn, hả lớp 9? Ồ, tí tưởng còn đấy nhá. Rồi, Aisha. Ok, rồi. Số 4, vì sao lại paper is made from wood? Cô cần nghe con giải thích. Cái chất liệu ở trong giấy nó không được lộ ra. Đúng, khi mình nhìn vào giấy thì mình không thể biết được ngay là nó làm từ gỗ đúng không? Có nghĩa là gỗ đã bị biến đổi hoàn toàn về chất rồi thì mới ra được giấy. Ok. Đúng. Cảm ơn con. Câu tiếp theo. Most toys are made of plastic. Thì cũng như vậy, mình nhìn vào đồ chơi và mình biết được nó là bằng nhựa. Ok. Và cuối cùng, wine is made from grapes. Từ quả nho bây giờ đã bị biến đổi lên men các thứ thì mình mới làm ra được rượu. Ok. Xong. Lúc nãy là Bảo Ngọc là bị đảo câu 5 câu 6 đúng không? Ok, tên Dương bạn huy trường nhá. Bảo Ngọc lần sau để ý hơn tẹo nha con. Xong rồi. Cô có một vài quiz. Quiz. Chúng ta lại có quiz. Cô mở. Đâu nhỉ? Chờ cô nha. Hơi bị nhiều. Trong khi chúng ta đang vẫn còn đang nhớ cái cách dùng của biết đâu và made from thì cô sẽ cho con làm bài này nha. Rồi các con chuẩn bị máy tính rồi trình duyệt đi để cô copy link vào đây nè. Cô sẽ copy vào trong chat và kể từ bây giờ là chúng ta sẽ không biết cái gì cả để nó đỡ bị spam nha. Rồi các con vô đi. Nếu như con dùng trình duyệt thì như cô dặn này, vào trình duyệt Chrome, Safari gì đó, joinmyquiz.com và nhập code trên bảng 253539. Ok, xin chào bạn Nguyễn Ngọc Quang. Chơi chim á? Chim à? Để quiz sau nhá. Các con đi chơi chim à? Chim nó có khác gì không? Nó có hay hơn không? Cô cũng chưa biết. Cô thử một lần mà cô thấy cũng không được hay cho lắm.
Rồi, tọc 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 tọc. Nghe rất vui tai. Chúng ta có 45 lần tọc tọc thế thôi. Hôm nay nó bị đông nghe, 7 bạn luôn. Cô nghĩ là các con cứ nhớ theo cái ảnh ấy. Cái ảnh là made from, made of mà cô vừa mở cho nhìn này. Thì là nhớ nhất, bởi vì bình thường ấy, mình nhớ bằng hình ảnh. Rồi, cái gì? Có bạn tên lâu đấy. Ai viết ở đây đây? Trời đất ơi, bạn nào viết ở đây đây? Không biết lên bảng linh tinh đâu. Cả bạn Ngọc nữa. Xóa ngay, xóa ngay. Cô không muốn cấm các con là kiểu cấm mở mic hay là cấm viết đâu, nhưng mà các con phải nghe cô chứ đúng không? Các con phải trong lớp mình phải. Ok. Rồi, đấy cô nghĩ là con nên nhớ bằng hình ảnh ấy. Thì con dễ nhớ hơn, chứ mà cô cứ nói là thế nọ thế kia xong rồi có mẹo mẹo các thứ thì không nhớ được lâu đâu. Nhớ bằng hình ảnh là cách nhớ dễ nhất ấy. Các con cứ nhìn đấy, từ cái ốp điện thoại. Thì mà gì nhỉ? Cái vỡ điện thoại được làm từ gỗ thì mình dùng made of, còn tờ giấy là được làm từ gỗ thì mình dùng made from. Mình chỉ cần nhớ cái tính chất của nó là được. Ok, để chúng ta sẽ bắt đầu vào quiz nha. 52 bạn. Hơi chút thiếu. Bắt đầu nha. Có vẻ không thấy có tiếng gì. Hơi im hơi nặng. Đang mẹ cô
mời bạn trở lại. Bạn trở lại. Bạn nào đứng nhất là vẫn là bạn TH. Dừng được chưa? Hải Đăng ơi, cố lên. Đúng 5 câu liên tiếp rồi nè. Bạn nào lào lại đây. Quý Hoàng sao lại lần nữa. Tốt. Nào. Em đúng sai nào nào. Ok. Ui, cô này sai. Sai 30 đúng 29. Ok, xong chưa? Cô dừng lại nhá. Trần Du Huyền này, Thomas Muller là Đức A đúng không ạ? Minh Châu và bạn Khả Tuệ. Khả Tuệ với cô rất là tin tưởng con là sẽ đúng tất cả liên tiếp. Nhưng mà thật nhiều. Rồi, tiếp theo bạn Aisha chỉ là một Thống Mai, Huy Hoàng. Huy Hoàng chơi lại như này là phải có Thiên Hương Lê 2.1 như này hả? Đây là bạn à? Cuối cùng là các bạn em Quý Hoàng nhá, chỉ được tính cái lần đầu tiên con vào thôi. Rồi, bài này thì cô sẽ tạm dừng ở đây. Cô sẽ chưa chữa, cô cho con chơi vào chim nhé. Rồi, chơi chim đây này. Sau các con đã rút được kinh nghiệm rồi đúng không? Kinh nghiệm rồi. Rồi, cô cho con chơi lại. Nhưng mà chơi theo chim nha. Cho tọa nguyện luôn. Ok. Không chữa. Xem bảng tổng sắp không. Ok. Bạn Thiên Hương Lê là bạn nào? Không phải cô đâu. Trời đất ơi. Ok. Trở lại này. Play again. Nhưng mà... Nhưng từ từ. Cô chưa đổi nó về cái dạng chơi khác. Nên là từ để cô xem. Đừng vào vội. Không đúng đâu. Không đúng cái cô muốn mở đâu. Trở lại cái này. Start classic đúng không? Classic nhưng mà chưa cho team đúng không? Thử nhá, thử xem như thế nào nhá. Link này, còn link luôn này. Ok, con ơi, check chat. Check inbox. Xin nhưng đừng rep nhá. Tay nhỏ thôi. Lớp mình. Ê từ. Lúc nãy là cô phải chọn số nhỏ đúng không? Lớp mình mà 70 bạn. Mà hai nhóm thì hơi ít. Thế thì chờ cô. Cô lại làm lại một lần nữa. Team này, xong rồi cô sẽ chọn ở đâu nhỉ? Ok, number đúng không? Các con muốn bao nhiêu nhóm? Chia như nào cho 5 nhá. 5 đi, 5 sẽ dễ chia. Name factory, participant can only use quizzes, generated name, show answers. Off đi. Được, ok. Power ups. Show memes. Rồi, bắt đầu. Hơi lâu. Cô lại copy lại link này. Rồi, con vào lại được rồi.
được. Không được đi. Trời đất. Yên Hương Lê Rio, ok con. Trời ơi, bạn nào vậy? Pha kem bình quyết. Chịu con. Chịu luôn. Nó phải để tên thật đấy. Trời ơi, bạn ơi. Cô bắt đầu được chưa? Cô bắt đầu được chưa? Khi nào mà có khoảng 50 bạn nhá, thì cô sẽ bắt đầu nhá. Nhớ là chúng ta đang chơi theo team thì phải cố gắng vì team của mình đúng không? Ba mươi sáu bạn. À đây. Nếu như mà vẫn không vào được bằng link thì các con lại cho hai quiz được không? Nhập cốt này là ok. Tám bạn rồi. Nhớ là vào link sau nhé. Link cô gửi sau. Mới nhất. Link mới nhất. Điện thoại nó không thấy đâu. Định vào nhóm chơi cùng mà không thấy điện thoại đâu rồi. Bạn nào giơ tay? Bạn nào vừa giơ tay và muốn nói với cô cái gì không? 42 bạn rồi. Florentino. Các con có vẻ thích đá bóng nhỉ? Bắt đầu nhá. Được chưa? Ok chưa? Để vào thêm. Bắt đầu nhá. Bắt đầu. Harmonic Highness, Tiny Whales, Morning Owls và Great Chicken. Thứ tự thay đổi liên tục. Nhóm Work Slot đã làm xong rồi và vẫn đang xếp thứ nhất.
bạn có để ý tên của những cái nhóm này không? Nó là kiểu, nó là cái tính chất khác hoàn toàn so với cái nhân vật ấy. Kiểu work sloth thì con sloth lúc nào nó cũng lười, nó cũng ngủ ấy. Thì work sloth là con lười tỉnh táo. Harmonic hay là cái này cô không hiểu lắm. Hay harmonic là kiểu honey à? Tiny whale thì chắc chắn là không thể được. Whale là con cá, cá voi. Cá voi là cái động vật dưới nước to nhất đúng không? Đấy. Cá voi chỉ hơn. Morning owls. Owls là cú đêm mà lại là đây là cú sáng à. Red chicken là con gà dũng cảm. Gà, rất là gà của con dũng cảm. Đây vẫn đang đợi nhóm morning owls. Cả nhóm red chicken nữa cũng sắp xong rồi. Lần này có vẻ đợi. Như là cứ làm sai nó bị thụt xuống á. Morning Owls, thứ ba này. Work sloth đứng thứ nhất. Rồi, và thứ hai là chúng ta có Harmonic Hyenas. Xem được là trong nhóm có những ai không nhỉ? Có cho con hỏi cái gì, các con nhắn vào trong chat hộ cô gái, được viết trên bảng cô. Đậu, cha đậu, viết đi, để cô xem nào. Ok, chữ bài nhé. Recycle art piece. Was made from cans and bottles. Art piece là một cái gì nhỉ? Sản phẩm nghệ thuật đúng không? Recycle lại còn recycle. Recycle nghĩa là tái chế. Có nghĩa là mình phải biến đổi cái một cái đồ vật gì đấy. Khi mình tái chế nó thì nó không còn ở nguyên dạng cũ nữa. Nên là mình phải dùng made from nha. Recycle là tái chế. Giống như là mình tái chế cái giấy ấy. Để làm thành cái đĩa này, hoặc là thìa này, hoặc túi ni lông này. Đấy, thì mình không, nó không còn là giấy nữa. Đúng không?
My sweater is made of cotton. Okay, made of. Áo len của tôi làm bằng chất liệu là cốt tông. Thì khi mà mình sờ vào cái áo mình vẫn biết nó là cốt tông, đúng không? Nó cũng chưa bị biến đổi hoàn toàn về chất. Okay, paper is made from trees. Đúng rồi. Made from phải là made from bởi vì gỗ và cây cối là bị biến đổi thành giấy rồi, nó không còn hình dạng cũ nữa, biến đổi hoàn toàn về chất rồi. My rain jacket is made of plastic. Made of. Trời ơi, con có nhìn thấy cái áo mưa nào mà sờ vào mà mình không biết đấy là nhựa không? Okay. My notebook is made of paper. Đây không phải là giấy làm từ cây nữa mà là cái quyển vở của tôi làm từ giấy, có nghĩa là nhiều tờ giấy xếp vào nhau làm thành một quyển sách. Cho nên là không bị biến đổi cái gì đâu, đúng không? Quyển sách thì vẫn là, quyển vở thì vẫn là giấy. Nó được làm nhiều tờ giấy thôi, nên mình phải chọn made of nhá. Không thể made from được, biến đổi gì đâu. Câu đấy lúc mà cô làm cái đề, cô cũng hơi phân vân đấy, nhưng mà cô nhìn lại, đây là vở làm từ giấy mà. Ok, it is bread made from whole wheat grains. Hạt nguyên cám đúng không? Bánh mì làm từ hạt nguyên cám, made from, biến đổi hoàn toàn. My ring is made of gold. Rồi, cái này dễ quá rồi mà vẫn có 13 bạn làm sai nhá. Và câu tiếp theo, cakes are made from milk and eggs. Khi làm bánh thì chúng ta trộn những cái nguyên liệu này với nhau, sau đó còn nướng lên cơ mà, đúng không? Biến đổi hoàn toàn luôn, nên phải dùng made from. The sculpture was made from old pieces of metal. Sculpture là tượng điêu khắc, metal là kim loại. Tượng điêu khắc này được làm từ những mảnh kim loại cũ. Nó phải made from, không thể made of được. Biến đổi hoàn toàn rồi. My table is made of wood. Ok. Rồi, thắc mắc gì không các con? Thắc mắc gì không? Cần cô giải thích lại cái gì đó không? Được rồi, xem nè. Ok, không biết là nhóm Morning Owls sẽ gồm những bạn nào mà làm hơi chậm nhá. Hơi chậm. Ok, thế này. Bây giờ chúng ta sẽ đi sâu hơn xem là bạn nào làm đúng nhiều nhất. Chúng ta có bạn Minh Châu được nhất. Minh Ngọc nè. Mai Lan, Huy Hoàng, ok. Thomas Muller, Đức An đúng không? Ánh Ngọc, Hồng Mai, Khả Tuệ, Tuấn Minh, Lê Như Ngọc và Tố Uyên. Rồi, rất tốt. Hầu hết là nằm ở nhóm work slot đúng không? 1, 2, 3, 4, 5. Có 5 bạn ở nhóm work slot thì đúng rồi. Ok. Xong. Bây giờ là mấy giờ? Chúng ta còn 5 phút nữa cơ. Ok. Giờ cô có một bài như thế này. Chúng ta thấy cái tranh trên bảng đúng không? Bây giờ cô cần một bạn. Có nghĩa là miêu tả cho cô và các bạn một cái đồ vật gì đấy con nhìn thấy trong tranh ấy. Và sau đó cô sẽ mật đích cho cả lớp và cả lớp nói cho cô cái đồ vật đấy là cái gì. Được không? Tất nhiên là bạn mà miêu tả bạn không được nói là cái gì để cho mọi người đoán đúng không nào? Ok, bây giờ cô sẽ bật mic cho con tất cả các bạn nha. Nhưng mà chưa nói gì vội để lớp đỡ ồn. Bây giờ cô cần một bạn. Cần một bạn đầu tiên chọn một đồ vật gì đấy và miêu tả cái tính chất hoặc màu sắc, cái chất liệu của nó cho cô và các bạn nghe để các bạn đoán, để tất cả mọi người trong lớp đều đoán. Nguyễn Vũ, Khánh Huyền. Rồi, con cứ miêu tả đi. Rồi khi cô đếm 1, 2, 3 sau khi bạn đã nói xong nhá thì cả lớp nói cho cô cái đấy là cái gì, đúng chưa? Cô không biết là bạn sẽ miêu tả cái gì đó. Rồi, Khánh Huyền ơi, con miêu tả đi. Cho các bạn đoán nhá, miêu tả kỹ kỹ một chút. Mình có thể một cấu trúc trên bảng này. It's made of cái gì này, nó màu gì này, và nó có cái gọi là hoa văn gì trên đấy, hoặc là viết cái gì trên đấy. Con không nghĩ là nó làm từ gì đâu cô. Nên là nếu không biết làm từ gì thì cũng không sao. Miễn là miêu tả như thế nào cho các bạn đoán được. Is red and white. Dễ không biết có cô bag. Nhưng mà cô đang thấy có. Okay, there are two things in the picture that is white and red. I know what to choose. You have nói xong rồi. It's a bag. Chưa nói xong. Bạn ấy chưa nói xong. Rồi, anh Huyền nói tiếp.
It have many number. Okay, 1, 2, 3. What is it? Clock. Clock. Okay. Clock. Is it clock, Khánh Huyền? Clock. Yeah. What describing? Okay, very good. Okay, I need one more. Rồi, cảm ơn các con rồi đấy chứ nhỉ? Book. Lúc đầu. Book. Tại sao mà bạn ấy đã nói rồi? Okay. Yes, book. Đến cuối khi nào con nói xong ấy, các con nói là that's it. Nghĩa là khi đấy cô sẽ biết là con dừng miêu tả rồi nhá. Lúc nãy là Khánh Huyền miêu tả là có một cái đồ vật màu đỏ và màu trắng. Thì cô đang bảo là có hai cái đồ cơ mà. À, ba đồ đúng hơn là quyển sách, này cái cặp và cái đồng hồ. Thế là không biết là cái nào đúng không? Cô cần một bạn nữa. Clock. Rồi, ok. Cô cần một bạn nữa miêu tả giúp cô một cái đồ vật nào đó. Tú Phương này. Cô đã mở mic cho con hết chưa nhỉ? Mở hết rồi. Is make of plastic is what teacher? Không, có nói đi. Không, có nói tiếp đi. Is blue and purple and around. Is it? Okay. Vẫn còn đúng không? Con cứ nói tiếp đi. À, con nghĩ là con xong rồi. Okay. Okay, 1, 2, and 3, and what is it? What is it? Okay, this one, right? Is that what you are describing, Phương? Yes. Okay, very good, everyone. Okay, thank you. Next one. Okay, một bạn nữa. Lê, Trúc Anh, Lê Nguyễn, Trúc Anh đúng không? Con cô đi cô, con định người con nào? Con là ai đấy? Nói tên cô cái. Bạn nào đấy? Bạn nào Khánh Huyền cô. Khánh Huyền á? Cô vừa gọi con rồi phải không? Trúc Anh có nói được cho cô không? Miêu tả cho cô được một đồ vật nào đó không? Yes. Đó. It has a green and yellow and it is bad. Rồi, that's it. Răng. Okay, 1, 2, 3. What is it? Blanket. Okay. It is green and it is on the bed and there are stars on it. Okay. Có thể miêu tả là có nhiều ngôi sao vàng ở trên nó. There are yellow stars on it. Rồi, very good. Mấy giờ rồi? Nốt đi. Thật ra cô cũng muốn nghe con nói. Học thêm một tẹo nhé. Ok, bạn tiếp theo, bạn nào? Bạn nào muốn nói nào? Ok, Nguyễn Bình An. Nguyễn Bình An có thể miêu tả cho cô và các bạn cái đồ vật gì đó không? Để các bạn, mọi người đoán được không? Hôm nay chúng ta có Linh kẹt à? Ánh tích ở đây. Có clock. Rồi. Nhá. Miêu tả bất kỳ cái gì cũng được. Ok. Nói chưa? Ok, cảm ơn bạn Bình An. Tôi cô gọi bạn khác. Rồi, không cần một bạn nữa, không cần một bạn khác. Bạn nào? Bạn nào mà cô chưa gọi nhỉ? Đặng Ngọc. Ok, cô gọi bạn Ngọc. Ngọc vào lớp 4 à? Và lớp giỏi hết rồi. Ok, tôi có cứ nói đi, mở mic đi. It's gray. Đó ha. Rồi gì nữa? Nhiều chi tiết vào con. And white. It's gray and white. Yes. Vừa trắng lại còn vừa xám. Rồi, gì nữa? Cô vẫn chưa biết là cái nào. Yeah. Thế rồi nào? Không, cô con phải miêu tả. Có phải miêu tả cho mọi người đoán. Có phải miêu tả thật là chi tiết thì mọi người mới đoán được. Hiểu không? Vị trí của nó ở đâu này? Nó làm bằng gì này? Có cái hoa văn gì trên đó không này?
It's gray and white. Cô chả biết là gì. Sợi có hai màu. Em biết nó là cái gì á cô? Ờ. Bạn nào biết là cái gì thì nói đoán xem nào. It's in the window. Này á, con ý con là cái này á. Thế bạn Trúc Anh khoanh cái này có phải là cái con muốn nói không hả Ngọc? Cô không biết. Nếu mà con chọn cái này thì là cái cushion này. Theo em thì nó là cái đó. À, rồi rồi. Đáp án của bạn Ngọc là cái rèm, là cái curtain. Ok. Cô nghĩ là cái này màu trắng ấy nhỉ? It is white and it's on the window. Đúng không? Thế thôi, thế là các mọi người biết rồi. Ôi, bạn cuối cùng nhá, bạn cuối cùng nhá. Con, cô ơi. Con là ai đấy? Con là Aurora. À, Aurora rồi. Ok con. Rồi, con nói đi. Cho cô càng nhiều chi tiết càng tốt. It's made of wood. It's brown. It's got some toy dinosaur on it. Oh, okay. 1, 2, 3. What is it? Table. 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 Cái này gọi là bàn. Oh. Cô biết là các con nói đến cái gì rồi. Nhưng cái này không phải table. Có thể bạn nào cho cô cái từ đúng được không? Bộ chỉ là cái bàn thôi. Cái bàn thì làm sao mà có ngăn kéo mà kiểu thế này được? Cô nghĩ là chúng ta nên dùng từ có thể là cupboard này. Không đúng lắm nhưng mà cô nghĩ là dùng từ closet này thì sẽ đúng này. Ăn kéo ấy. Ok. Rồi. Cupboard. Rồi. Thôi một bạn nữa đi. Mình thấy các con vẫn muốn nói lắm. Bạn nữa. Nào bạn nào nào. Bạn Nguyễn Phương Thảo nói được cho cô không con? Nguyễn Phương Thảo. Được không? Ok không con? Cô đang nhìn con này. Ok không? Mai Lan. Mai Lan vậy. Mai Lan. Mai Lan nhá. Mở mic đi con. Sao không mở được? Cô mở mic cho con rồi đúng không? Sao thấy im ắng ấy nhỉ? Rồi, Đức An hộ cô đi. Đức An, Đức An. Con có mở được mic không? Sao nhỉ? Sao nhỉ? Có vấn đề gì không vậy? Cô thấy im ắng quá. Sao con biết không? Dạy online mà thấy mọi thứ nó im ắng ý. Trời ơi. Nhưng mà sao cô mở được mic của các con nhỉ? Võ Khả Tuệ. Con thử mở mic của con đi xem nào. Ôi trời, bạn Cassie, bạn Khả Tuệ nói cho cô cái đồ cuối cùng nè. Lớp học sắp phải kết thúc rồi. It's made of cotton. It's blue and yellow. It's brown. It's in the floor. On the floor. It's on the floor. Ah, okay, okay. So everyone, what is it? Rainbow. No, rainbow is not on the floor. The mat. The mat. Đúng rồi. Đúng rồi, đúng rồi. Giỏi đấy. The carpet. Đúng rồi. Chúng ta có carpet. Từ như sau này. Carpet này. Còn là mat này. Là rug cũng được. Đó, ok. Giỏi các con ơi. Ok, ok, rồi. Rất giỏi, rất giỏi. Tuy nhiên đã 9 giờ hơn rồi. 9 giờ hơn. Mai chúng ta còn phải đi học, đi làm đúng không? Ok, cảm ơn các con đã tham gia với cô ngày hôm nay nha. Buổi sau thì mát là chiếu cô ạ. Mát là chiếu. Mát cũng được, cũng dùng được. Bye bye teacher. Các con cứ nghĩ đi. Nước ngoài làm gì có chiếu, đúng không? Nó có thể gọi là thảm hả? Wow. Đấy, chỉ có nước mình là cái chiếu được kiểu chiếu tre ấy. Đấy thì mình gọi là chiếu. Dân tộc Việt Nam đó cô. Rồi. Ok con. Rồi ok các con.
Cảm ơn con nhé. Bye teacher. Goodbye and good night. Goodbye, good night. See you all next week. Bye teacher. Bye teacher. Mai Lan nữa cô gọi không trả lời cô nhé. Bye. Ngủ ngon các con nha. Mai đi học nha. Bye teacher. Bye. Thôi cô tắt nha các con. Bye. Okay. Ngủ đi các con. Mai đi học sớm nhé.